Anh mắc cười gì khỏi phà này mẹ. Khỏi phà tao tao nằm tiếp đó, nghỉ mệt xong rồi nghỉ mệt đó, mọi người thấy rõ ràng không? Cái gì có một chai đúng không, là gì nữa cha, ta đặt một chai giao một chai, đặt cặp giao hai chai không? Anh mà giọng thứ mà vô công ty ăn sản phẩm mà làm thêm một tháng được 2.500.000 đóng tiền nhà gì đó luôn. Không đâu ăn tao nói thiệt, làm gì làm lợi ai. Dọn mấy này là dẫn tới tới. Chết. Dọn cho nó ra âm đó. Nên mà thấy ngồi yên mà đẹp nha. Người đâu? Quá hơn cho anh nhờ. Bây giờ sẽ để làm chủ cho thần đi. Quá gì đi đi đi. Mấy bé giờ đến bên tao hiểu rồi. Sao mình thấy chỗ này quen quen rồi. Chứ kiếp trước mình ở đây thì phải. Ai ngờ mình ở trong tâm giả khô. Chà mô cưng. Chúng còn có tồn. Cái gì vậy? Có lẽ kinh doanh buôn bán của em mì đó, cho nên em mì muốn vlog lại coi như là một cái thành tựu nho nhỏ của em mì với Tài sau cái chuyến đi đánh Thái, đánh hàng Thái vừa rồi đó. Đây là tất cả những sản phẩm mà mì đã đánh được trong lần này, số lượng là hơn 1.000 sản phẩm nha mọi nha, hơn 1.000 sản phẩm với gần 600 đơn, tại vì em mì có cái dự tính về cái
chiến lược kinh doanh với mì á, là em mì muốn cho mọi người mua combo thật nhiều với một cái mức giá rẻ thì một đơn em mì sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Nhờ như vậy mà mọi người cũng mua rất là nhiều chứ mì mọi người không có mua một hai sản phẩm đó, cho nên là mặc dù số lượng hàng hóa rất là nhiều nhưng mà đơn chỉ tầm 500-600 đơn thôi nha mọi người nha. Đó, bây giờ là 1:12 rồi và tụi mình đang tăng ca để mà vừa mới kết thúc cái hành trình 4 ngày đã bóp úp xong là ngay lập tức gói hàng, tập trung hết lực lượng gói hàng để mà đi hàng đến nhanh nhất đến tay của mọi người trong thời gian sắp tới. Đó, thì hôm nay dự là tụi mình sẽ làm tới sáng cho nên là sẽ có một chiếc vlog nhỏ nhỏ để cho mọi người coi cho vui vẻ. Tại vì trong nhóm tụi mình á thì như mọi người cũng em đi ăn cơm nha. Em đi ăn nha mọi người. Sáng giờ mình chưa ăn gì hết trơn á. Thì như mọi người biết là tụi mình chơi chung và tụi mình cũng rất là may mắn khi mà được làm việc chung với nhau nữa. Nói là làm việc vậy thôi chứ tụi mình cũng là ở vị trí hỗ trợ support nhau. Ví dụ như là mấy đứa nó lên nó tiếp mình thì mình cho lại nó phần quà, cái kẹo, cái bánh. Đó, tụi nó cũng vui. Đó, chứ không phải là cho công việc họ nói chứ có trả lương, mọi người có trả lương nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không phải là chuyện tiền bạc mọi người, nhưng mà kiểu giống như là mình tụi mình support nhau á, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đó là cái điều rất là vui vẻ đây ha. Giữa bạn bè thì mình cũng có sự tin tưởng nhiều hơn đó, còn muốn người lạ thì nó cũng có nhiều vấn đề người lạ lắm, ví dụ như tụi nó cắp tiền, ăn cắp, trộm cắp hoặc là làm biến hay là kia đó, người quen mình cũng dễ ra chửi hơn nữa, người ăn không hiểu tính mình đó mọi người. À không, mấy em đang nghỉ hè, mấy đứa nhỏ đang nghỉ hè phải không, đang nghỉ hè lên tiếp chị. Ăn à, gì không nói mọi người, anh đang mình đang phơm ớt Singapore. Cao lên thấy không, thấy đâu. Mấy người quay cho mọi người coi, mấy đứa đang làm gì nha. Dạ. Ừ. Sao rồi các em biết được Zalo của một đứa rồi, đứa kia thì mở rồi rồi. Ừ. Rồi chỉ coi ghét nè. Cái gì không? Cái gì à, bấm cầm à. Ghép gì vậy? Nè. Từ. Cái gì à? Làm sao vụ này, làm sao vụ này, làm sao mà nói cái gì vụ này, làm thì sao có nghĩa là bạn này là có đặt một chai gon. Ừ. Xong rồi cái quay lại thì thấy là người dùng Instagram. Ừ. Xong rồi mới kiếm Zalo. Ừ. Xong rồi mới hỏi bạn đó, bạn đó mới trả lời. À không chị ơi, em giận bố em khóa anh hết chị. À giận bồ hả? Rồi mở rép vậy à? Chị ơi thông cảm về em. Em mở là em nhùng, bạn đó chưa xin lỗi. Rồi gì vậy bên đây? Nhắn tin đi, nó lấy không trời. Vậy là giờ liên lạc nó bằng cái này luôn. Ừ. Còn nhắn kia thì mở. Giận tự nhiên giận bồ có bơm hàng là sao má? Mọi người coi nha, mọi người đang làm công việc gì đầu tiên nha. Hổm giờ là tụi mình đã hứt có 2 ngày để mà lên đơn. Rất là nhiều đơn, cần phải 4-5 người lên đơn. Ôi, tự tin lên đi. Mình sống trên mạng xã hội là mình phải hả? Cho mọi người thấy con người thật của mình. Thì quay trên quay xuống đi. Vậy được rồi, quay cam đi. Quý thì đang lên đơn nhưng mà giờ này cũng còn uống nước mía nha mọi người. Bé Tây thì đang lên đơn. Ủa lộn, Tây đang gói thùng. Còn phải lên đây không? Ơi, tự tin lên. Ơi, chị nói thiệt á, không có xấu đâu. Cái mặt chuyện gì còn dám để ra nữa không? Đã hai tôi không dám sao? Cái mặt bình thường nhìn trẻ thôi chứ đâu có phải khác lúc canh trang điểm đâu. Giờ đâu có dám đâu. Giờ càng quen càng dần mà chị lên càng trẻ xuống á. Ủa bình thường nè, cái mặt chuyện gì chị còn ấy nữa. Mới quay trong mặt em xong rồi. Trời ơi, hai chị nó sống thật cái mày ơi. Mặt như hạ bá vậy nhưng mà tại vì người ta lại shop gặp tôi nhiều hơn. Trái bình bát, trái bình bát. Chị Linh nó không môi kìa, nó xạo. Ủa tôi có thật đâu. Đừng có che gì bình thường đi, đẹp. Da mặt đẹp. Rồi. Mặt mũi đẹp. Ừ. Chán cao thông minh. Răng khểnh. Con này cũng răng khểnh, cái nguyên hàm luôn nè. Mà đi mất cỏ. Đó, tự tin đó, tự tin rồi đó nha, tự tin đó nha. Mặt bọc á, mặt bọc trông chính rồi đó. Người ta comment nói mặt học đi nhìn trẻ mà nè, mặt cũng vi lai, da đẹp. Chứ bị gì đâu mà mất cỏ trời mà ngại, đỏ thấy không? Nhìn trẻ hơn lúc trang điểm đó.
Tây Chiến nhìn học thức nè. Học lớp mấy rồi Tây? Thì ra làm cái gì đó đó. Lên bình thường đi. Bình thường có sao? Kỳ quá à. Rồi tới Quý. Nghe. Quý nghe không? Không hiểu anh nói đi Quý. Quý nghe không? Dạ xấu. Lê. Lê. Quý. Lê. Lê. Quý. Dạ không có xấu. Cái da chị gì chứ còn chị còn giá mấy nữa. Thủ đi Quý. Ai ví dụ mà. À, cái gọi là cái gì ta? Tính chất công việc của Cưng trong tương lai là Cưng đâu phải lúc nào cũng được make up đi hay chứ chị đâu. Phải mặt học. Nhưng mà em sẽ bịt khẩu trà. Bình thường mấy này nó tự ti vậy mọi người ơi. Còn em mì này mì đâu sợ đâu. Đúng rồi, thấy không? Ủa gì vậy? Gì vậy? Nè, em mì đâu sợ đâu mà thấy không? Có sao để vậy à? Sợ không? Ừ, xấu thiệt nha. Xấu nha. Ờ xó cái lóc này nha. Xó nha. Quay kỷ niệm cho vui thôi. Đó, dễ thương mà, trẻ mà. Dễ mà Quý. Nè, cái này mới là tự tin nhất. Cái này da cái đẹp mà tự tin lắm. Ờ, chẳng biết mà. Thôi đừng nói nữa. Nó khốn nạn vô cùng. Tùy tự tin đấy à, giờ ai tự tin thì đứa đó đẹp thiệt. Còn ai không tự tin thì đứa đó đẹp ảo. Nè, nè, phải tự tin nhất nè. Ôi ôi, quay nó mỗi ba liền. Quay ra quay giống như mà mấy người đi làm từ thiện mà ở ngoài đường mà cầm camera. Rồi xong rồi nó chụp cái thông đeo cái mặt khóc quá. Nó dùm bự nó làm cái hình nền vậy đó, nó dài vậy đó. Rồi lại nó ấm vô hả? Sao mà? Ấm vô rồi. Em muốn anh tự lấy ra cho em gì hiểu không? Anh chỉ giống người lạ quá không? Thôi đừng lấy luôn nè. Kệ mới làm gì mà thấy không?
Nè bà hát coi. Tôi yêu chút bi. Chồng Salim yêu vợ gì? Yêu vợ chút bi. Trời trời, mấy con này đưa cho mọi người coi coi. Mấy con này chút đồ mấy chụp hình tao vậy trời. Tụi đây làm công chuyện rồi, không chảnh nha. Ăn mấy con mà giỡn hoài cái gì. Cái gì? Má đặt tên ác. Tên gì? Tên Hụt Le gì vậy. Thôi, coi chừng ngoài có hài gión đó. Hài gión. Ôi, gọi shipper điện ra lấy hàng nói sao cha. Le le le. Ủa mà đó có tên thầy cho anh không? Có. Tên gì? Tên Yến Ngân. Tên đẹp quá trời. Tên thiệt là tên lấy luôn đó, Nguyễn Thị Le luôn đó. Tao dục ở bên kia kìa, mày nhìn mày cục nó, tao ngồi bên kia, mày dục nó, tao dục tao gì. Gọi gì vậy trời? Kìa, trời đánh mày kìa. Ủa? Kênh chị là kênh thực tế mà Quý. Thôi, em là thực tế ảo. Nè Quý, rồi nhập niết bàn rồi nha Quý. Vừa mới like áo Thái xong nha mọi người, trộm vía bán hết 50 mấy cái luôn. Bị ế 5 cái, chắc 5 cái đó sẽ gửi về cho gia đình. Đồ ngủ cũng vậy, đồ ngủ bán ế là mấy màu ế đem về cho gia đình. Biết Tài đang làm gì không? Tài đang cắt thịt cho lợn ăn cơm. Tôi biết nó đặt hàng từ hồi nào. 2018 rồi gì đó, lúc đó chị chưa lên Sài Gòn đó. Lúc đó chị chưa lên Sài Gòn đó, là lúc đó chị đang bán ăn vặt dưới quê đó. Là mỗi hũ là lấy ra ăn bớt miếng đó. Bây giờ nghiệp mập hoài luôn nè. Ơ tên công ty chị bán ơi, chị mắc dạy gì đó trời. Biết sao còn con nít bữa ăn. Mắc dạy. Ủa giờ bây giờ ăn hả? Không, bây giờ chị vẫn còn con nít. Dạ. Ôi đó bán ăn vặt đó mọi người. Thích buôn bán đó mọi người ơi. Trời hồi là cấp 1 kìa. Ở trước nhà có cây trứng cá đó. Hái để vô trong bọc để tủ đông bán bịch 5.000 gì đó. Có đứa mua luôn. Trứng cá mà nó đông cứ ngắt lại gì đó mà mua nó ăn đó. Trời đất ơi. Vậy là có cái máu lùa gà hồi nhỏ rồi. Ơi lấy giùm cái son dưỡng đi, hay cái son thiệt đi. Chị giống mà mấy cái bà cả mà ở phố cổ của bà gì hồi đợt hôm giờ tới xe hình quá trời. Nằm trên giường mà hút cái cây gì dài dài. Cái gì nè trời, cái tên hay lắm á. Madame Lý Lệ Hà. Tào lao ý là cái khối đó đó. Cái mà cái bình mà mấy ông đó ngồi chính. Ba số. Mấy ông hút quá. Cái nọ. Không. Cái này trắng giờ rồi. Cái này nó hồng nuốt á. Cái vỏ đâu rồi? Ghê, chồng tao nói sẵn sàng vậy mà. Hồi đó mì bán không? Bán ăn giặt hả mọi người? Bán mấy cái hũ mà khu gà, gông biển kia thôi, xưa hot quá trời đó. Cái mì cũng đặt ở trên Sài Gòn cho ship về. Ai order từng em mì chốt order lần. Xong cái ai mua thì ship về giao. Xong cái người ta giao về đóng vậy, lần bán được 50-70 hũ vậy. Xong cái hả thấy người ta để sao ta để hũ nó đầy quá. Hồi xưa ta làm thủ công, người ta đâu có dán băng keo giấy bạc gì lại đâu. Ở trong hũ rồi mở ra thôi à. Xong thì thấy hũ còn nhiều quá, xong cái mỗi hũ mì lấy ra ăn bớt miếng rồi. Còn mắc dạy không? Lấy ăn bớt xong cái mì sắp lên cho nó đầy lại. Xong rồi đem đi giao. Ôi là trời. Ai mà hồi xưa mua đồ ăn giặt của tao mà coi được lóc này chắc chửi tao dữ. Ăn cái đầu cái cổ của ta. Bây giờ trời trả báo mặt hoài. Ví dụ mà nữa mà có đi đóng phim mà ai mà thuê em mì mà diễn mấy cái vai mà phải nằm á, nằm diễn nằm nghiêng hay gì á, chắc em mì không nhận vai nha. Nằm như cái mặt nó dồn không đây chứ. Nằm mà nằm ụt cái gì được không? Nằm mấy mặt dồn quá gì nè. Anh ơi giờ tao còn bán trà sữa không anh? Trà sữa anh mua đâu vậy? À chỗ ấy đó hả? Chỗ ấy đó hả anh? Chỗ gần chỗ kia đó hả? Bên phải ba bước rồi tới cái chỗ nọ kìa, có không?
quẹo bên phải đó. Ok. Vậy dễ hiểu không? Để em mời em đi mua. Ủa sao nãy chị nói chị ăn xong chị gói đơn mà. Chị đang gói nè. Sao chị nằm kỳ vậy? Chị đang gói nè. Hai vaseline con. Một chấm nắng. Cô yên đi. Giờ mặt đẹp, ngủ cũng đẹp. Nhìn giống cái tụ. Xưa xấu ngủ mặt xấu giả man. Mọi người biết cái đang làm gì không? Đang chùi miệng đó. Đó, ăn xong rồi chùi miệng vậy đó. Nè, chùi miệng nè. À, chùi miệng đó. Chùi miệng vậy đó, chùi miệng vậy đó. Ủa trời ơi trời, dậm chùi miệng nhá, dậm ăn xong rồi dậm chùi miệng nhá mẹ. Đó, chùi miệng gì đó, chùi miệng gì đó. Nó chỉ là chùi rồi cái miệng nó ngoài rồi nha mọi người, mà cái thói quen của nó chùi thêm gì đó. Tiếng băng keo lo fi à. Cái cậu mạnh hỏi nó có thông tin rồi á. Rồi anh ông đó. Ủa có đồ nha anh. Trời ơi, cái gì, cái gì? Chỉ mệt, kìa. Vỗ tay cho anh đi quý vị. Quế, vỗ tay cho anh cưng đi quế. Mọi người thấy chồng mấy mì không? Ăn xong nghỉ mệt. Ỉa đái ra nghỉ mệt. Thay đồ nghỉ mệt. Làm gì con nghỉ mệt chút xíu vậy đó. Nghỉ mệt trong người nghỉ mệt. Nghỉ mệt trong người nghỉ mệt luôn. Nghỉ mệt trong nghỉ mệt. Sau một ngày mệt mỏi lộn nằm, mệt mỏi trên giường. Sau một ngày mệt mỏi nằm trên giường. Ừ. Dính cái lưng trên cái giường là 24 tiếng. Quang hoa, quang hoa là đâu? Tại vì anh đang trải nghiệm cái sản phẩm dưỡng. Tại em bị hâm mắt nặng lắm mọi người. Thức khuya 1-2 ngày là mắt vậy đó. Xong rồi hôm giờ đang xài cái chị thăm mắt quê mì lấy bên Thái về bán. Để coi nó có đỡ hay không. Tại đang trong cái camera thường cam trước nó vậy đó, nó dịu lắm. Ủa đang vay ai dạ ta, đang vay ai trên đây dạ ta. Đang vay ai trên đây dạ trộm. Lại nó măng mài quá à, mơ dắt nó đi tắm cho anh ơi. Cho anh ta đánh giặt nó đi. Anh cái gì vậy, anh cái gì mà bụng bự vậy? Anh trên cái chùa già chứ hả ta? Anh trên cái chùa già chứ hả? À, đồng ngủ vậy đó. Đồng ngủ nó quay cái đầu nó qua bên ba nó không mở quay đích qua tao. Vậy được không? Không được không làm? Được. Kỳ vậy làm? Không nghĩ gì chưa? Tới giờ đợi em đi ngủ rồi mà mọi người cứ kéo băng keo rồi đợi em không ngủ được luôn. Phải không? Mẹ nói phải không? Hả? Hả? À, thương đó mọi người, thương liếm vậy đó. Thương mình nó liếm mình vậy đó. Chứ không phải cái tay mình mới ăn cơm xong cùng mùi thịt nướng mà nó liếm nha. Hiểu là... Thôi em thấy anh còn mệt mà nằm nghỉ xíu nữa đi. Sáng mới 2 giờ nằm có 2 tiếng, 4 giờ ngồi trên đó. Khỏi phà này. Khỏi phà tao nằm tiếp. Đó, nghỉ mệt xong còn nghỉ mệt đó, mọi người thấy rõ ràng không? Đó, nghỉ mệt thôi, nghỉ mệt đó. À. À, rủ cái con này nằm luôn đó. Gì? Ơi, ơi, đang quay lóc nha. Không mấy hơi lặng. Ba hơi. Mẹ đi hồi sáng giờ chưa hút hơi nào nữa. Trời ơi trời, cái gì vậy trời nè. Đó, thấy gì chưa? Đó. Cái gì? Nhà phê bình thuốc lá điện tử đó. Mà nói tôi không coi đâu. Tới hết 3 cái luôn. Trung tâm kiểm duyệt bắt quốc gia. Ôi. Ừ. Đứa nó vô nhắn tin em nói, nó nói em hỏi em được tin giàu là ngon quá thì đứa hỏi em. Đi chơi mất đó gọi hỏi em trả lời. Đứa vô nhắn em nói bữa chị nói mùi gì ngon em quên tiêu rồi. Mấy đứa hai đứa hỏi.
Đó, cưng tuyên truyền mấy cái độc hại cho giới trẻ đó. Em có nói em không khuyến khuyến cáo hút nghe. Đừng chậm chị. Vậy cưng phải chụp hầm răng cưng qua mới được. Nếu có thể thì xin luôn cái hàm răng của con ngón. Hàm răng dưới của con Tại nè, tôi chuẩn bị đi dắt đi niềng răng hết nè. Cái chai kia kìa. Cái chai hồng hồng đó. Xước lên tóc ra má. Chứ nghĩ coi trong cái đó cái gì mà xước lên mặt tóc. Trước khi hỏi mình suy nghĩ 50 giây đi. Mình chậm lại 50 giây thôi. Đúng đó, người ngoài chữ đi, cưng chữ đi. Chị chữ nó tự ái, cưng chữ đi. Đời để đời dạy mày nè, để đời dạy mày đi. Con nhẵn thì không thì xước vào cụ lạ lên da đầu đi má. Không anh, cái hũ hít đó. Hít vô mọc tóc ra. Ê, nặng nha, chữ chồng tôi vậy nặng nha. Trời ơi, sao nó khùng là dễ thương đó. Nghĩ sao mà hỏi gặp xịt mọc tóc là xịt bưởi đó hả? Hỏi gì đó, tức sợ gì đó. 1000 câu hỏi gì sao mà. Chị lấy tiền, chị mở cho ông nội này làm cái TV đó đi. Em thường đi, thấy hỏi mọc tóc là xịt bưởi phải không? Thấy không gì đó, hỏi gì đó. Chị giữ cái tên đó là tên này. Ơi, nhỏ nhỏ cho con, chị ngủ quá, tội nghiệp con, chị quên. Thôi giờ hai mẹ con chị ngủ qua ngày đi. Hỏi làm ăn gì chơi, con ngủ rồi, rồi no bụng. Tụi em cũng ngủ luôn, đi ngủ tụi bay. Đi. Không có làm nữa. Rồi hất luôn à. Tội nghiệp đó, nó nít nó biết gì đâu. Ê má ơi, 2 giờ sáng ai nhắn tin Zalo sợ nha. Bây giờ nó gửi cái mạo qua nữa đó. Ê đi. Ôi, thôi đi. Đi ngủ không? Hay đi ngủ không? Thầy cá. Ngủ quá. Mời. Muốn chữ thầy. Còn ngủ mà quạt. Quá nhiều quá. Cái gì? Có một chai phải không? Là gì nữa chai? Ta đặt một chai giao một chai, đặt một cặp giao hai chai. Thôi không đi rồi, số tiền á anh, cái số tiền trên góc giấy đó. Anh đâu bao nhiêu? Cục vàng thôi. Cục vàng nhìn rồi cục vàng suy nghĩ rồi cục vàng. Không biết kia số 1 đi. Không phải em lên. Tao là đi miếng còn mình. Thấy dụ á. Số 1 đi. Số 1 đi. Số 1 đi. Số 1 đi. Mà mình phải nhìn một cái chứ trời, trên tấm giấy nó có để tiền mà. Đó vậy đó. Vậy đó vậy đó má, không để ý, không để ý không mà. Đi cái gì? Anh để ý được cái một mà, ảnh không có tâm đầu óc đâu mà anh để ý nhiều. Anh tới đó thôi. Cái phòng ta đẹp vậy đó, hay treo, hay dắt mấy cái khăn giống trong buồn đồ lắm. Tối ngày đi tới đâu dắt cái khăn cái đó. Bên này xong chưa? Sao lâu quá vậy? Áo Thái xong chưa anh? Anh Quý, áo Thái xong chưa? Xong rồi em. Đây bây giờ chi ra đi, em lấy đồ anh gói cho một con tết nè. Không đâu, chia ra làm nhanh hơn anh. Anh móc len đồ đâu. Anh móc len. Nhưng mà anh phải đảm bảo được cái tiến độ làm chứ, anh ngồi anh mò chứ sao mà được. Anh mà giọng thứ mà vô công ty ăn sản phẩm mà làm hay một tháng được 2 triệu rưỡi đóng tiền nhà thì nói luôn. Hôm đâu ăn tôi nói thiệt. Làm gì làm lợi ai. Làm mà ngồi mà tỉ mỉ xét nét kia vậy anh. Anh coi mấy cái lát đập hộp và đồ shopee vô nó đem vậy gì nó gặt đùng 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 mà. Má là làm gì khó coi chứ trời. Em thấy cũng coi được, Nguyễn cũng không không câu tào má vậy. Chị tin nè. Ôi chết mẹ lộn đó. Hai cha đó đã hay vũ lộn mà sát lại chỗ. Thương nhau lắm cắn nhau đau hả? Tương tác tốt hả? Chúng ta tăng tương tác hả? Ai hùng sờ miếng xốp mình quấn nhiều không quen. Hả? Miếng xốp này không. Quấn cho nó một lớp thôi à. Một lớp thôi hả? Ừ. Anh Tài chỉ quấn thoải mái chứ còn nhiều lắm. Dạo mà, tiền nó ra mà. Cũng sắp nó ra mua mà. Dạ. Mấy cái
Trường 10 năm không gặp, trường tình đã chết. 10 năm không gặp, trường tình đã chết. Đấy rồi. Hồi nãy mày nhớ ba cái nhét vô cái thùng dài không được không? Mày có nhớ ký ức đó không? Mày quên rồi. Thôi anh vừa nằm ha. Vậy mày nhét vô thùng dài với tao nha. Ơn tiền dán xấu quá. Nói không phải khen. Nói không phải khen nha tiên nha. Một cái mắt một con. Một con hai cục. Thank you.
đồ gì, tự tính chắc cậu. Cũng cho ông phải 500 chai luôn nè, 6, 500 rưỡi, 600 rưỡi.
300 cho này. Cũng bị hết rượu rồi, nãy giờ thấy cũng ít lắm á, sắp đồ ra rồi đủ. Một bên hai cách. Anh ơi, còn cái gì uống không thì từ nữa.
ngồi xíu cho ngừng cái tiếng mặt keo lại xíu được không? Vậy cứ ngừng cái này không? Một tiếng này. Hả? Một tiếng này. Cho bánh là bánh hết hạn 4 ngày rồi. Cái móc mình. Được. Mới xách về là gì đó. Của tao. Không được đụng vô. Ủa ai? Thì giờ đó đây cho chú ông chú Ngục ăn. Móc rồi má ơi, móc cũng chào á luôn. Đâu á? Chị không đó, chị không đó, kỳ cục thiệt luôn. Có móc đâu. Gì đó. Xạo. Ui, nó nằm ở đây lắm giờ. Ăn đi. Rồi, của chị nè. Ơi. Của chị mà. Không, chị cái đó là nhân nho đó. Nho khô. Nho khô đó. Ủa sao mới nào không chịu ăn đi? Chị mời ăn, chị năn nỉ ăn không ăn. Đâu rồi. Cái này lâu trước hơn nè. Cái này không khô. Thế là nó đâu bị gì đâu? Có hạn. Nó móc đi thôi. Thôi con hàng sử dụng đi. Móc lại đi thôi. Đã nó hết rồi. Đừng có coi hàng sử dụng, ăn luôn đi, đừng coi. Ừ. Bữa nay hai mấy? 27. Con rồi có 7 ngày à. Có một tuần. Con tuần lễ à, mới có thắt à. Hôm bữa này thôi được ăn. Mới tuần đầu à. Mới thắt đầu mà. Không sao. Con được. Ủa tại sao vậy anh? Mấy đứa này không chịu ăn á. Nóng mì vậy, để đi. Ngày mai lẩu mì cay thẳng tiếng đi. Con nó mì cay ăn thôi. Vậy tất cả là lỗi của em á anh. Đúng. Để chúng tao. Ủa bữa đầu tao mày ăn mà. Ờ, thôi mai có ăn được không? Không đúng bài không? Thì tao quên nha. Nói đẹp tao hỗ trợ cho cũng không ăn. Ừ. Quên bài à, hỏi tài con chỉ để bọc sẵn rồi. Bánh con hết rồi Lượng ơi. Anh ơi, giờ tất cả là lỗi của em á. Vậy em sợ rồi. Em xin lỗi. Dạ tự được luôn đi đây. Em xin lỗi. Anh ơi xin lỗi. Em không cố ý đâu anh Thường ơi. Thằng Thiếp không hề cố ý. Hay. Thằng Thiếp làm như vậy. Tất cả là do mày còn sai khiến. Tất cả là do mày còn sai khiến. Nè, tao làm không giống nữa đây luôn. Nè, tao làm giống nữa đây luôn. Thằng Thiếp làm như vậy. Tất cả là do mày còn sai khiến. Hổng xong. Mày làm chuyện tay chơi với Quang Phượng. Chứ còn dám đổ lỗi cho ta. Người đâu? Quá hơn cho anh. Bị sợ. Chị để làm chủ cho thằng Tiết. Bị sợ. Bị sợ. Làm chủ cho thằng Tiết. Thằng Tiết dù gì cũng đang bông lắm chủ. Má quần thượng nhưng mà cười hờ như vậy. Ai dám đụng vô anh? Vô anh gì? Ai dám đụng vô ái phi của ta? Hãy bớt qua sát của ba. Hãy bớt qua sát của chẳng. Ê, lẫn hả anh chưa anh rồi. Thích trống dành bây giờ đi đỉ vậy. Nói. Dám. Cho đồng bàn không? Không đi về nhà đây. Mốt đừng qua nhà tao nữa. Cô nê nê trong cô xin. Nè, ở đây. Ai muốn đụng đái phi của ta? Này ghét dữ trời. Sao vậy lại không? Hai bước qua sát của chồng. Bước sát của chồng. Người dạy. Người dạy. Thầy giáo mà mới là. Quý. Người dạy. Không đúng nắp nước rồi đó. Chị tới tự cái bàn nha. Chị cảm thấy chị chưa chị phải gì đánh chị không phải. Chị cũng chị đợt chị đi chị muốn ơi chị đi tự cấm thành đó. Chị muốn kêu nhưng cảm giác như chị từng sống ở đây. Ai
ngờ mình ở trong tâm giả khốn. Chà mồ cưng. Cái khổng. Chạy đi nè. Nếu chị bước ra một bước nữa thì chết cho chàng coi. Chạy đi nè. Ngụy quân tử. Chàng hứa chị chỉ yêu một mình tiếp thôi mà. Giống như mới dời ra cho nó trống cổ giữa. Nhìn chuẩn bị rồi qua cảnh tiếp theo. Bữa nay là ngày tuyển tú. Ta đường đường là mẫu nghi thiên hạ. Để ta xem. Cái gì chị Cam thôi. Ừ, cô chàng mà cũng gì nào. Cô chàng cũng gì nào. Để ta xem có tuyệt sắc giai nhân nào có thể bằng được bổn cung chứ. Đi tới đây. Dìu tao đi hai tay. Hai tay. Không phải. Thầm thiếp xin kính chào hoàng thượng. Cái bái thiếp xin này bị chữ dữ. Thầm thiếp xin bái thiếp. Phượng khấu gì đó. Phượng khầu gì đó. Rồi làm tiếp nè. Đúng rồi. Điệu múa lan lăng dương ga chậm của võ duy. Má mày bãi không? Tao lạc tới đi con. Chị con của ông tướng gì vô đây em nè. Cho chị con của ông tướng quân gì vô đây. Anh ơi. Để lên. Khẩu trang rồi anh. Khẩu trang rồi. À lấy khẩu trang đi em ơi. Cho chị con của ông tướng quân vô. Tới em vô nè. Dạ. Em chị chưa muốn là chưa cài chặt nó tưởng đâu vô à. Em muốn phi mà. Cho em. Nè. Điệu múa lăng lăng dương ca chậm. Chúng không lăng hoàng quá. Oh,
Chúng con có tròn. Cái gì? Ăn gì? Tấm có sạn cút chưa? Không mệt quá, nó nghỉ mệt sao nó giờ giỡn mệt thêm vậy ta? Cắt đi.